Chào mừng các bạn quay trở lại website Vũ Hai đây. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về việc spy ở bên Instagram. Thì bên Instagram đây á, thì cơ chế hoạt động chỉ là dựa trên lượng like và lượng comment ở trên cái hình ảnh của Instagram thôi. Thì đối với một cái tài khoản Instagram á, thì nó sẽ có hiển thị cái tên page này và số lượng bài viết, số lượng người theo dõi, số lượng người đang theo dõi và cái mô tả của cái page đó là gì, nói về vấn đề gì và cái đường link bio dẫn ra ngoài ở bên Instagram. Thì đối với Instagram á, cái link của một cái store hoặc là cái link mà dẫn ra ngoài á, thì nó chỉ có được một cái link như vậy thôi, còn ở trên bài viết thì không có đặt link được. Thì tất cả những cái nội dung mà các bạn có thể coi ở trên cái hình, từng hình một á, thì nó sẽ không có một cái link nào insert trong đấy hết, nó chỉ có chứa hashtag và tối đa là 30 hashtag, và bình thường á, là một người họ đặt từ khoảng 10 cho đến 23 hashtag là có cái độ an toàn cho tài khoản và nó có đủ cái độ reach tốt nhất cho cái bài viết đó. Những cái hashtag ấy thì sẽ cách nhau bằng một cái dấu thăng ở đây, bằng cách nhau bằng một dấu thăng. Thì những cái hashtag đây là những cái từ người ta search ở trên công cụ tìm kiếm. Mình có thể mình coi những cái hashtag này và mình dựa vào cái độ cạnh tranh ở trên cái hashtag này. Nếu mà những cái hashtag nào mà có cái mức cạnh tranh bài viết từ 0 cho đến 50.000 đó, thì nó thuộc dạng cái hashtag dễ, và từ 50.000 cho đến 200.000 thì mình đánh giá là khoảng tầm trung bình, còn từ 200.000 mà cho đến hàng triệu ấy, kiểu như vậy ấy, thì cái mức độ cạnh tranh của nó rất là cao vì rất là nhiều người xài cái bộ hashtag này. Và một cái nữa thì ở bên này họ hiển thị theo cơ chế một cái hashtag này ấy, thì nó sẽ hiển thị 9 cái bài viết trong top đầu tiên đại một cái fanpage nào đó có độ tương tác tốt và trong thời điểm là một ngày hoặc là vài tiếng hoặc là vài ngày hoặc là một tuần hoặc là có khi cả tháng, tùy vào cái hashtag đó cạnh tranh nhiều hay không. Nếu mà hashtag này càng cạnh tranh nhiều như vậy á, 7 triệu bài viết á, thì những cái bài viết này nó sẽ chỉ hiển thị khoảng vài tiếng cho đến một ngày thôi là mấy cái bài viết này nó sẽ mất rồi. Khi mà ngày mai các bạn quay trở lại tìm đúng với hashtag này ấy, thì nó sẽ không còn hiển thị là những cái bài này nữa, nếu mà cái bài này nó không đủ độ viral cho ngày tiếp theo thì nó sẽ mất. Và những cái bài về nó sẽ hiển thị tiếp theo đó là cái lượng những cái bài viết gần nhất, những cái bài viết mới nhất có hashtag này nó sẽ hiển thị trên cùng, và những cái bài viết cũ hơn nó sẽ đẩy ra đằng sau. Ví dụ đây, bài viết này nó mới cách đây post đây cách đây 1 phút, bài viết này post cách đây 2 phút, bài viết này post cách đây 2 phút. Vậy sắp xếp đây là đối với những cái website, đây là đối với những cái page mà nó không có bị shadow ban ở bên Instagram. Còn nếu mà bạn nào mà bị shadow ban ở bên Instagram á, thì dù có sử dụng những cái hashtag này thì nó cũng sẽ không hiển thị ở trong này. Khi mà mình post bài ở trên đây ấy, thì mình cũng để ý mình kiểm tra một vài cái hashtag mà mình đặt ở trong đây này, để coi là nó có được index trên đây không, nó có được public ra ngoài đây không. Nếu mà nó không public ra ấy, thì khả năng cao là cái tài khoản của bạn nó đang bị shadow ban, thì các bạn sẽ phải tìm cách để chạy quảng cáo hoặc kéo traffic ở bên influencer hoặc là kéo ở bên Facebook ad, kéo bất kỳ traffic ở đâu về để mà tăng cái tỷ lệ tương tác các bài viết đấy để gỡ được shadow ban. Hoặc là nếu mà không thì các bạn có thể dừng post tất cả những bài viết đấy trong khoảng 2 ngày, hoặc là ai nặng hơn thì khoảng 1 tuần, ai nặng hơn thì chờ khoảng 2 tuần cho đến 1 tháng để gỡ cái shadow ban đó. Tất cả những anh em mà build mà bên Instagram ấy, thì tỷ lệ chuyển đổi nó sẽ tốt hơn là so với Pinterest. Tuy nhiên bên Instagram nó bị một cái là thuật toán của nó khá là gắt, nó không có giống như là Pinterest, thuật toán nó gắt hơn nhiều. Tất cả những anh em mà build trong này ấy, thì
nếu bạn có để ý thấy ấy, thì hầu như tất cả những bài viết là đều là những bài hướng dẫn, hoặc là những cái bài case study, hoặc là những cái bài về một cái hình nào đó mà người ta thích đẹp ở trên này. Còn nếu mà mình cứ post rất là nhiều sản phẩm trên này ấy, thì cái tài khoản mình nó dễ bị giảm reach bởi chính người dùng. Và khi mà giảm reach thì cái tài khoản của mình nó không có thể phát triển, không tăng follow được. Không tăng follow được thì nó sẽ không có người dùng mới về. Không có người dùng mới về thì nó sẽ không có sôn, nó sẽ không có thể nào bán được hàng. Ví dụ người này thì họ cũng đang bán hàng về collection này, nhưng mà hầu như là họ không có post tất cả những cái sản phẩm này trên cái site, trên cái page của họ, mà họ post rất là nhiều hình cái con vật này. Ở trong cái những cái bài viết này á, thì họ có, nếu mà họ lấy những cái hình của những ai đó ở trên Instagram á, thì họ có tag những cái tên tác giả vô, là cái hình này lấy từ cái hình này á, lấy từ cái nguồn nào. Đây. À, sử dụng bộ công cụ hashtag để tăng cái độ viral của cái sản phẩm này lên. Đây, cái cốc này họ bán thì thỉnh thoảng họ bắt đầu họ mới chèn những cái sản phẩm họ bán ở trong đây thôi, còn đa số là đều đưa những cái hình ảnh funny rồi những hình ảnh dễ thương của những con vật này lên, tùy vào từng ngách. Ngách này nó như vậy. Nếu mà các bạn chăm chăm bán sản phẩm quá thì cái page nó sẽ không phát triển được, và khách hàng nó sẽ không có khách hàng mua vì cái giá trị của mình chứ không phải vì cái sản phẩm đó. Và bây giờ mình sẽ qua một cái cách khác đi. Tag 43 triệu bài viết đây. Đây, cái này là cái store người ta thôi. Store người ta bán chuyên về áo. Link đây. Này hình như là bán cho thị trường của Bồ Đào Nha, đến Bồ Đào Nha. Mình có thể dựa vào những cái hashtag liên quan đây để mình tìm ra những cái sản phẩm liên quan. Thì mình qua một cái sản phẩm khác đi. Đây, coi đây. Đây có cả những cái áo mà anh em đã bán lên Facebook Ad đây. Kênh này mình có thể sử dụng đưa qua bên Facebook Ad cũng được, hoặc là đưa từ bên Facebook Ad qua bên này đưa ngược lại cũng được. Đây là những ý tưởng mà ngoài SC thì các bạn có thể spy trên này. Dựa vào những cái lượng like, comment. Thỉnh thoảng đi tìm idea trên này cũng ra nhiều idea cũng hay hay á. Và trong đây là cũng là của Bồ Đào Nha này. Mình sẽ tìm những cái keyword khác ngoài này đây. Thì nhiều mình cứ tìm ở trên top 9 này thôi. Đấy, ra rất là nhiều. À, đây cũng là một cái idea hay này. Thì đối với bạn nào mà không có thời gian mà build cái page nó nhiều like, nó nhiều cái lượng người follow như vậy ấy, thì mình có thể sử dụng influencer ở bên những cái kênh xuất ao á, để mình test sản phẩm. Mỗi lần xuất ao thì nó có giá từ khoảng 20 đồng cho đến 100 đồng, tùy vào từng cái lượng follow ở trên cái page người ta. Mình cũng đã thử test một sản phẩm giá tầm khoảng 40 đồng cho một lần xuất ao 24 tiếng, thì mình bán được một đơn để mình test sản phẩm. Thì thấy nếu mà test sản phẩm bằng Facebook Ad cũng được, hoặc là test sản phẩm ở bên bên Instagram cũng được. Tuy nhiên bên Instagram ấy, do là cái số người tương tác ở trên đây đa số là những cái người trẻ từ độ tuổi khoảng 18 cho đến 34 tuổi, thì họ tương tác nhiều hơn. Thì nếu mà bán cho độ tuổi này ấy, thì những cái sản phẩm nó phải màu sắc tốt, đẹp một xíu để thì mới bán được. Hoặc nếu mà những cái sản phẩm mà kiểu đơn giản á, thì mình nên thêm một cái câu action nhỏ, đó là câu quà tặng cho người thân, quà tặng cho người này, quà tặng cho người kia, nó liên quan đến đó,
thì khả năng mua của họ cao hơn, thay vì mình thiết kế những cái sản phẩm dành cho những người lớn tuổi. Nhưng mà mình đánh ở trên đây mình không có câu action đó, mình chỉ dành cho có những cái ngách dành cho người lớn tuổi ấy. Như hôm vừa rồi mình có thử cái ngách Dachshund, cái con ngách chó ở bên team mình ấy. Thì thử bên này, nếu mà thử không có câu action dành từ người trẻ mua quà tặng cho mẹ hoặc quà tặng cho bà ấy, thì rất là khó bán. Tuy nhiên hôm vừa rồi mình có thử quà tặng cho mẹ, quà tặng cho bà ấy, thì lại ra được một đơn. Đó là qua cái phần là content rồi. Thì cái video này nó hơi dài, mình sẽ cắt ra hai phần. Một phần tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn các bạn về build content như thế nào ở bên cái Instagram cho nó chuẩn. Thì cái video đấy mình hẹn cho cái video tiếp theo đi. Thì cái video này mình kết thúc tại đây. Chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ.